Thưa quý vị và các bạn, vận tải là một trong những ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu giá thành các loại hàng hóa, dịch vụ, thì chi phí vận chuyển, vận tải chiếm tỷ trọng khá lớn. Cũng chính vì vai trò quan trọng của ngành vận tải nên nó rất cần được sự hỗ trợ và quản lý chặt chẽ của các ngành chức năng để phát hiện hiệu quả cho doanh nghiệp kinh doanh cũng như với cộng đồng và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đây cũng sẽ là nội dung chính mà chương trình kỳ này đề cập. Trước hết là phần tin, mời quý vị và các bạn theo dõi. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này. Mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Nông nghiệp HB đã tổ chức hội nghị khách hàng, triển khai bộ nhận diện thương hiệu mới và giới thiệu một số sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật mới của công ty. Dòng sản phẩm mới được giới thiệu đến lần này là Amtec 100EV, là thuốc trừ bệnh hữu cơ sinh học thế hệ mới được bảo hộ sáng chế độc quyền. Các dòng sản phẩm này được ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật tiến bộ trên thế giới, tạo ra những dòng sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho cuộc sống và thân thiện với môi trường. Sản phẩm của công ty được nông dân như các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Thuận, Tiền Giang tin dùng nhiều năm nay. Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn trong 9 tháng đầu năm 2019 tại Đồng Nai là 1 tỷ 368 triệu đô la Mỹ, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018 và tăng 37% kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 78 dự án với tổng vốn đăng ký 728 triệu đô la Mỹ, 84 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 639 triệu đô la Mỹ. Về lĩnh vực đầu tư, các dự án thu hút trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh là thu hút có chọn lọc, ưu tiên chọn dự án công nghệ cao, lao động có tay nghề, dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ, dự án thân thiện môi trường. Các dự án đầu tư điều chỉnh có nội dung đa dạng như điều chỉnh nhà đầu tư, bổ sung mục tiêu hoạt động, mở rộng quy mô dự án, tăng vốn đầu tư và vốn góp. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Đồng Nai chủ yếu thuộc các quốc gia châu Á, phần lớn vẫn là các dự án của Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore. Tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2019, trên địa bàn tỉnh có là 1.962 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 35 tỷ đô la Mỹ. Trong đó số dự án còn hiệu lực là 1.442 dự án với tổng vốn gần 30 tỷ đô la Mỹ. Các dự án đầu tư FDI của các nhà đầu tư đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, dẫn đầu là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Là một trong những tỉnh thành phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư nhanh nhất cả nước hiện nay nên số lượng phương tiện vận tải trên địa bàn Đồng Nai rất lớn. Theo Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai, hiện nay số lượng phương tiện vận tải đăng ký lưu hành là trên 51.000 xe tải, ô tô các loại. Phương tiện vận tải đã cơ bản đáp ứng nhu cầu vận chuyển, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội. Để trong cái hoạt động vận tải chúng ta vào một cách ổn định và đặc biệt trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ mà nhân viên và lái xe để chấp hành tốt công tác an toàn giao thông cũng như là bảo vệ tính tài sản, tính mạng của người dân trong cái lúc chúng ta hoạt động vận tải. Vì chúng ta biết là cái lĩnh vực an toàn giao thông hiện giờ là cũng rất là phức tạp, đặc biệt là trong địa bàn tỉnh Đồng Nai. Và cái tiêu chí của chính phủ cũng của tỉnh, chúng ta phải giảm tai nạn giao thông từ 5 tới 10% trong hàng năm. Và một cách chúng ta phải đưa cái vấn đề này vào là xử lý và trật tự an toàn giao thông một cách bền vững, chứ không phải là chúng ta để buông lỏng nó. Để hoạt động kinh doanh vận tải đi vào nề nếp, từ năm 2012, Hiệp hội Vận tải ô tô Đồng Nai đã được thành lập. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hiệp hội đã bước đầu liên kết các hội viên, đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả sản xuất. Hội cũng là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, làm cầu nối với cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động vận tải ô tô, góp phần ổn định và lành mạnh hóa hoạt động giao thông vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh. Cái đại hội mà kỳ trước thì thật sự mà nói là nó còn mới mẻ, nên là nó cũng chưa có gọi là chỉnh chu lắm, thì nó còn gọi là quá mỏng và nó cũng chưa có tích cực. Thì theo như tôi được biết thì qua cái đại hội lần này thì là về cái chính sách mà phong đại hội đưa ra đó, thì thấy có nhiều cái yếu tố cũng rất hay. Thì nếu mà sau này mà qua cái đại hội này, nếu mà bên hiệp hội vận tải mà thực hiện theo đúng mà cái chương trình mà của đại hội đưa ra thì mình thấy là rất tốt. Do số lượng thành viên còn mỏng nên hoạt động của hội nhiệm kỳ qua vẫn còn nhiều hạn chế. Hội chỉ mới dừng lại ở chỗ phổ biến các quy định chính sách mới trong hoạt động kinh doanh vận tải, tổ chức các hội nghị tập huấn của ngành. Cũng do hoạt động chưa được thường xuyên nên hội chưa sâu sát với nhu cầu tâm tư của hội viên.
đó cũng là một trong nhiều nguyên nhân khiến hội chưa thu hút được nhiều hội viên và sau khi hết nhiệm kỳ gần 2 năm mới tiến hành được đại hội lần 2. Nhiệm kỳ 2019-2024 được xác định là giai đoạn củng cố và nâng tầm chất lượng hoạt động để hội xứng tầm với lĩnh vực kinh doanh vận tải sôi động trên địa bàn. Thì tôi đề nghị rằng là cùng phối hợp với hiệp hội sắp tới là cũng liên minh hợp tác xã khác ngành làm sao có một cái chương trình phối hợp giữa người tài xế của các nhà kinh doanh, của các ngành chức năng để làm sao vậy? Cái chương trình này sẽ thường xuyên hoạt động, có một đường dây nóng, có một cái website để khi bà con có thể thắc mắc về cái lỗi phạt như thế nào để mà bà con biết, hay là tôi muốn giao chiếc xe như thế nào thì với ngân hàng nó giải thích, hay là một cái vấn đề gì đó đường xá kẹt như thế nào đó để bà con giải thích. Thì qua cái chương trình này tôi nghĩ là nó sẽ nâng cao được cái trình độ pháp luật của tài xế, cái sự hiểu biết về cái ngành vận tải của nhà kinh doanh đó, thì sẽ giảm được cái tiêu cực ở trong ngành đó. Nhưng cái chương trình này thì phía hợp hội chúng tôi cũng nói là làm sao các ngành chức năng của tỉnh phải thường xuyên liên tục, chứ không thể nào mà mình đóng bỏ dùi chứ làm xong rồi là đối thoại xong rồi là nó đi vào dĩ dãn thì nó sẽ không có hiệu quả. Hiện nay lĩnh vực kinh doanh vận tải ở Đồng Nai phát triển rất nhộn nhịp, gồm các loại hình đưa rước công nhân các khu công nghiệp, vận tải hàng hóa, kinh doanh taxi, kinh doanh ô tô xe khách dịch vụ, kinh doanh các tuyến xe buýt. Mặt khác, hiện nay loại hình kinh doanh vận tải công nghệ đang cạnh tranh khá gay gắt với mô hình vận tải truyền thống, đó là thách thức lớn đặt ra với hoạt động của hiệp hội. Với vai trò là chủ tịch hiệp hội nhiệm kỳ mới, hợp tác xã dịch vụ vận tải Nhân Trạch hiện nay với gần 6.000 xe, hơn 4.000 thành viên và hàng trăm người lao động, hợp tác xã đã viết thành công một phần mềm quản lý để ứng dụng vào công tác quản lý, điều hành vận tải. Phần mềm này đã được hợp tác xã đăng ký sở hữu bản quyền độc quyền. Ưu điểm của phần mềm là mô tả được màu xe, chủ phương tiện, biển số và các thông tin có liên quan. Chỉ cần gõ biển số xe sẽ hiện thông tin và số điện thoại, số khung, số máy. Khi vận hành, phần mềm sẽ giám sát được số lượng xe ở xã, huyện, xác định được thời gian còn bảo hiểm, phù hiệu và thông tin cho tài xế đi đăng ký phù hiệu, kiểm định. Phần mềm đang được chuyển giao cho các hợp tác xã vận tải trong cả nước biết và sử dụng. Bây giờ là tất cả các chiếc xe của chúng ta đều là phải sử dụng hộp đen. Tôi và đồng chí Dũng là chủ tịch liên minh đã đến với trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh và đã ký hợp đồng với lại cái trường đó, là chi phí giá nét của một cái hộp đen và loại xịn, tôi xin thưa với anh em là khoảng 300.000, mà cái chế độ bảo hành rất là tốt. Cái khó khăn của chúng ta là gì? Là chưa học chuẩn, chưa xin giấy phép được. Thì tại sao hiệp hội chúng ta hay là những nhà chúng ta với một cái tỉnh công nghiệp như vậy mà chúng ta không làm được như vậy đó? Thì tôi nghĩ là qua hiệp hội này, bằng cái sức mạnh của tập thể chúng ta và sự năng động của ban chấp hành, chúng ta có thể làm được cái nhiều điều mà có thể giảm được cái chi phí giá thành trong cái ngành vận tải. Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 của Hiệp hội Vận tải ô tô Đồng Nai đề ra nhiều giải pháp và phương hướng đột phá, trong đó chú trọng đến phát triển năng lực đầu tư của hội viên bằng các giải pháp tài chính tín dụng. Dự kiến hiệp hội sẽ thành lập quỹ tín dụng vận tải ô tô để giúp hội viên doanh nghiệp trong lĩnh vực có thể tương trợ giúp đỡ nhau kịp thời nhằm nâng cấp trang bị, mua sắm phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như bảo đảm an toàn giao thông. Hiệp hội chúng ta phải đưa ra những cái mà kết nạp thành viên nhiều hơn, và đa dạng thành phần, nhiều thành phần. Chứ bây giờ thì thành viên chúng ta thấy cũng ít quá. Tôi nhận thấy là về mặt lĩnh vực của chuyên ngành về ngành giao thông vận tải thì chúng tôi cũng hỗ trợ hiệp hội vận tải hết những gì khả năng của sở thông vận tải, chúng tôi cũng như là chỉ đạo hiệp hội trong công tác điều hành hoạt động một cách tốt hơn, đặc biệt là trong vấn đề mà lĩnh vực về kinh doanh trong cái hoạt động vận tải đường bộ cũng như vận tải đường thủy. Thế giờ chúng ta thấy là trong hiệp hội thành viên mới có đường bộ thôi, còn về các doanh nghiệp vận tải đường thủy chúng ta chưa thấy. Tôi nói kể cả chúng ta kết nạp cả những vấn thành viên vào các doanh nghiệp mà hoạt động kinh doanh về vấn đề cảng bến thủy nội địa, chúng ta vẫn vào thành viên này được là tốt, để chúng ta quản lý và chúng ta có những cái mà hoạt động nó mạnh hơn nữa. Trong xu thế hội nhập, các hiệp hội ngành nghề đang ngày càng khẳng định vị thế vai trò của mình. Trên thực tế, một tổ chức hội hoạt động mạnh và đúng năng lực thì sẽ mang lại lợi ích cho từng thành viên, làm cầu nối giữa hội viên với nhà quản lý để xây dựng những chính sách, cơ chế và môi trường cạnh tranh phát triển lành mạnh. Với bối cảnh kinh doanh vận tải sôi động tại Đồng Nai, tỉnh trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Hiệp hội Vận tải ô tô Đồng Nai đã và đang quyết tâm để nắm bắt và thể hiện vai trò này. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này.
chuyên đề trên đường phát triển kỳ này đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.